Xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh xe Việt Trong phân khúc MPV 7 chỗ, Mitsubishi Xpander luôn là mẫu xe được nhiều anh em lựa chọn Và tại thời điểm giữa tháng 12 này, em sẽ cập nhật lại cho anh em chương trình bán hàng của tất cả các phiên bản Mitsubishi Xpander Để anh em có những cái thông tin để cân đối cái nguồn tài chính, lựa chọn phiên bản cũng như là mẫu xe nào cho nó phù hợp tại thời điểm cuối năm này Mời anh em cùng xem chi tiết video Mời anh em cùng đến với phần đầu tiên những thông tin chung. Mitsubishi Xpander được phân phối với 4 phiên bản, trong đó có 3 phiên bản nhập khẩu là số tự động và một phiên bản lắp ráp là số sàn. Cụ thể như sau, phiên bản cao cấp nhất đó là Xpander bản AT Cross, phiên bản thứ hai đó là Xpander bản AT Premium, phiên bản thứ ba đó là Xpander bản AT Eco và phiên bản cuối cùng đó là Xpander bản MT số sàn. Mitsubishi không phân vùng thị trường nhưng có điều kiện bán vượt vùng có nghĩa là anh em ở địa phương nào mà có showroom của Mitsubishi rồi, anh em muốn mua xe tại showroom của em thì mặc định cái giá bán sẽ bị cao hơn 5 triệu so với cái giá bán mà em giới thiệu trong video này. Anh em lưu ý và cân nhắc cho em. Và không để anh em phải chờ lâu, mà anh em cùng đến với chi tiết chương trình bán hàng từng phiên bản Xpander. Và phiên bản đầu tiên, phiên bản cao cấp nhất em giới thiệu đến anh em, đó là Xpander bản AT Cross, giá niêm yết của nhà máy là 688 triệu và tại thời điểm giữa tháng 12 này, giảm cho anh em 10 triệu tiền mặt là bán cho anh em bây giờ chỉ còn là 678 triệu. Ngoài ra, tặng kèm anh em những phụ kiện sau. Thứ nhất đó là cam 360. Thứ hai đó là một năm bảo hiểm thân vỏ. Thứ ba đó là dán phim cách nhiệt. Thứ tư đó là trải sàn. Thứ năm đó là sơn phủ gầm. Và thứ sáu đó là một chiếc túi cứu hộ. Với cái giá bán là 678 triệu, chi phí ra biển số lăn bánh tại các địa phương sẽ như sau. Anh em ở Hà Nội sẽ là 783 triệu. Anh em nào ở Sài Gòn sẽ là 769 triệu Anh em nào ở các tỉnh áp 12% thuế là 763 triệu Và anh em ở các tỉnh áp 10% thuế là 750 triệu Chi phí giao biển số là nay anh em tính cho anh em Đã bao gồm những khoản chi phí Theo quy định của nhà nước Anh em có thể nhìn trên màn hình Và những anh em nào đang có nhu cầu mua trả góp Anh em được vay ngân hàng tối đa là 576 triệu Và gốc lãi tháng đầu tiên Anh em sẽ thanh toán cho em ít nhất là 11,1 triệu Trong đó gốc chia đều là 6 triệu trong 8 năm lãi suất hàng đầu tiên là 5,1 triệu, dư nợ sẽ giảm dần. Số tiền ban đầu anh em cần phải chuẩn bị ít nhất như sau. Anh em ở Hà Nội thì cần chuẩn bị 207 triệu, anh em ở Sài Gòn là 193 triệu, anh em ở các tỉnh áp 12% thuế là 187 triệu và anh em ở các tỉnh áp 10% thuế là 173 triệu. Bảo hiểm thất vỏ bắt buộc anh em phải mua vì anh em mua trả góp. Năm đầu trị giá là 94 triệu, nhưng năm đầu anh em đã được tặng rồi thì anh em không phải mua anh em chỉ bắt buộc phải mua từ năm thứ hai trở đi nếu anh em còn vay và anh em phải sử dụng dịch vụ đăng ký xe chọn gói của show bên em đồng thời ngân hàng sẽ tư vấn anh em mua thêm một gói bảo hiểm nhân thọ hoặc khoản vay tại thời điểm này anh em lưu ý chưa em tiếp theo mời anh em cùng đến với phiên bản thứ hai phiên bản Xpander AT bản Premium phiên bản này rất là nhiều anh em lựa chọn giá niêm yết của nhà máy là 648 triệu và tại thời điểm giữa tháng 12 này giảm cho anh em 8 triệu tiền mặt giá bán là 640 triệu Ngoài ra tặng kèm anh em những phụ kiện sau Thứ nhất đó là một năm bảo hiểm thân vỏ Dán kính, trải sàn, sơn phủ gầm, túi cứu hộ Và với cái giá bán là 640 triệu Chi phí ra biển số là bánh tại địa phương Đã như sau Anh em nào ở Hà Nội sẽ là 740 triệu Anh em nào ở Sài Gòn là 727 triệu Anh em nào ở các tỉnh áp 12% thuế là 721 triệu Và anh em ở các tỉnh áp 10% thuế là 708 triệu Chi phí trên cũng đã bao gồm những khoản chi phí Anh em có thể nhìn trên màn hình và anh em nào đang có nhu cầu mua trả góp anh em được vay tối đa là 544 triệu với gói vay tối đa này thì gốc lại tháng đầu tiên anh em sẽ phải thanh toán ít nhất là 10,5 triệu trong đó gốc chia đều cho hàng tháng trong 8 năm là 5,6 triệu lãi suất tháng đầu tiên là 4,8 triệu dư nợ sẽ giảm dần trong những tháng tiếp theo và số tiền ban đầu anh em cần phải chuẩn bị ít nhất cho em như sau anh em nào ở Hà Nội thì cần chuẩn bị 196 triệu anh em nào ở Sài Gòn là 183 triệu anh em nào cất tỉnh áp 1200 là 177 triệu và anh em cất tỉnh áp trăm là 164 triệu trả góp bắt buộc anh em sẽ phải mua bảo hiểm thất vỏ nhưng năm đầu anh em được tặng rồi nên anh em chỉ phải mua từ năm thứ hai nếu anh em còn vay ngân hàng ngoài ra anh em phải sử dụng dịch vụ đăng ký xe chọn gói và phía ngân hàng sẽ tư vấn anh em mua thêm bảo hiểm nhân thọ hoặc khoản vay tại thời điểm này <laughs> tiếp theo mời anh em cùng đến với phiên bản thứ ba đó là Mitsubishi Xpander bản ATECO số tự động bản tiêu chuẩn giá niêm yết là 588 triệu và giá bán tại thời điểm này giữa tháng 12 anh em được giảm 10 triệu giá bán mới là 578 triệu anh em được tặng kèm những phụ kiện sau thứ nhất đó là gián kính thứ hai đó là trẻ sàn thứ ba đó là một bộ cảm biến lùi thứ tư đó là sâm vùng gầm và thứ năm đó là một chiếc túi cứu hộ với cái giá bán là 578 triệu của số bên em em có tính cái chi phí ra biển số lăn bánh tại các địa phương để anh em nắm được anh em ở Hà Nội sẽ là 671 triệu anh em ở Sài Gòn là 659 triệu anh em ở các tỉnh áp 12 trăm thuế là 651 triệu và anh em ở các tỉnh áp 10 trăm thuế là 640 triệu chi phí ra biển số là bánh em tính cho anh em đã bao gồm những khoản chi phí theo quy định của nhà nước anh em có thể nhìn lại trên màn hình em có chia sẻ lại để anh em tiện theo dõi những anh em nào đang có nhu cầu mua trả góp anh em sẽ được vay ngân hàng tối đa là 491 triệu gốc lại tháng đầu tiên anh em sẽ thanh toán là 9,5 triệu trong đó gốc chia đều là 5,1 triệu lãi suất tháng đầu tiên là 4,4 triệu dư nợ sẽ giảm dần và số tiền bắt đầu anh em cần phải chuẩn bị ít nhất cho anh em như sau anh em nào ở hà nội thì cần chuẩn bị 180 triệu anh em ở sài gòn là 168 triệu anh em ở các tỉnh áp 12 trăm thuế là 160 triệu và anh em ở các tỉnh áp 10 thuế là 148 triệu bảo hiểm thân bỏ năm đầu tiên chỉ đá là 8 triệu ngoài ra thì anh em phải sử dụng dịch vụ đăng ký xe chọn gói của sông bên em và phải mua bảo hiểm nhân thọ hoặc khoản vay của phía ngân hàng và phiên bản cuối cùng đó là Xpander bản MT số sàn giá niêm yết là 555 triệu và tại thời điểm này em bán cho anh em với giá là 543 triệu ngoài ra anh em vẫn được tặng kèm những phụ kiện sau thứ nhất đó là gián kính thứ hai đó là trẻ sàn thứ ba đó là cảm biến lùi thứ tư đó là Sơn phủ gầm và thứ năm đó là tủ cứu hộ và chi phí ra biển số lăn bánh tại các địa phương em cũng đã tính cho anh em như sau anh em nào ở Hà Nội sẽ là 631 triệu anh em nào ở Sài Gòn là 620 triệu anh em nào ở các tỉnh áp 12 trăm thuế là 612 triệu và anh em ở các tỉnh áp 10% thuế là 601 triệu chi phí ra biển số năm bên trên cũng đã bao gồm những khoản chi phí anh em có thể nhìn trên màn hình những anh em nào đang có nhu cầu mua trả góp anh em sẽ vay ngân hàng tối đa là 461 triệu gốc lãi tháng đầu tiên anh em sẽ phải thanh toán là khoảng 8,9 triệu trong đó gốc chia đều là 4,8 triệu và lãi suất tháng đầu tiên là 4,1 triệu số tiền ban đầu anh em cần phải chuẩn bị cho em như sau anh em ở Hà Nội là 170 triệu anh em ở Sài Gòn là 159 triệu anh em một cái tỉnh áp 12% là 150 triệu và anh em một cái tỉnh áp 10% là 139 triệu bảo hiểm thân vỏ năm đầu tiên bắt buộc anh em phải mua trị giá là 7,6 triệu ngoài ra anh em phải sử dụng dịch vụ đăng ký xe chọn gói và ngân hàng sẽ tư vấn anh em mua thêm bảo hiểm nhân thọ hoặc khoản vay anh em nhớ cho em những cái vấn đề này tiếp đến đó là về nguồn cung hàng hóa của các phiên bản Mitsubishi Xpander tại thời điểm giữa tháng 12 này có những phiên bản thì có xe giao ngay cho anh em và tùy màu còn có những phiên bản anh em phải ký chờ Ví dụ như là Xpander bản Atepere Em nhận ký chờ giao xe trước Tết Nguyên Đán Có nghĩa là anh em chỉ ký chờ tại thời điểm này Em sẽ hỗ trợ anh em lấy xe trước Tết Để anh em có xe để đi Tết Và cụ thể anh em nào đang có nhu cầu lấy bản nào màu gì Thì liên hệ trực tiếp với em Theo số điện thoại em để góc phía trên phải màn hình kia Em sẽ hỗ trợ trực tiếp cho từng anh em Cảm ơn anh em đã xem video và hẹn gặp anh em ở những video tiếp theo. Xin chào anh em.